podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin podcast thời sự tổng hợp sáng ngày mùng 4 tháng 7 của Vietnamnet gồm các tin chính, cách tính lương hưu của người lao động. Lương 10 triệu, đại gia phố núi Như Loan cho công ty mượn 88 tỷ đồng. Khách Việt đi tour du lịch Pháp bị ảnh hưởng thế nào bởi bạo loạn? Dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc có mưa to, nắng nóng suy giảm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều ngày mùng 4 tháng 7 đến sáng mai, ở bắc bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. riêng khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi trên 150 mm. mưa lớn khiến thời tiết nắng nóng ở bắc bộ hạ nhiệt, còn ở mức cao nhất 35 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 55 tới 65%. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng vẫn tiếp diễn ở mức gay gắt với 35 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 50 tới 60%. Theo cơ quan khí tượng, thời tiết nắng nóng ở Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ khoảng 6 tháng 7, nắng nóng khả năng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay, mưa giảm sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, chỉ còn mưa rào và rông vài nơi. Thời tiết Hà Nội ngày mùng 4 tháng 7, nắng nóng giảm nhẹ, có thể mưa rông vào chiều tối. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày có mây, tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35 tới 36 độ. Đặc biệt, chiều và đêm khu vực này có lúc mưa rào và khả năng xuất hiện rông. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 26 tới 28 độ. Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7 tới 19 giờ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 35 tới 36 độ. Độ ẩm trung bình 65 tới 75%. Khả năng mưa 70 tới 80% từ đêm đến sáng sớm hôm sau, có mây, có lúc có mưa rào và rông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất, 26 tới 28 độ. Độ ẩm trung bình, 80 tới 90%. Khả năng mưa, 70 tới 80%. Giá vàng giảm, đô la Mỹ và dầu đi lên. Chốt phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 7. Giá vàng miếng 4 số 9 mua vào tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh là 66,4 triệu đồng mỗi lượng và 67 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, Giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra là 67,02 triệu đồng. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trong ngày mùng 3 tháng 7 ở mức 1927,8 đô la Mỹ mỗi ounce. Giá vàng kỳ hạn được giao dịch ở mức 1935,4 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới được dự báo giảm trong bối cảnh cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn chưa có ý định cắt giảm lãi suất. Trên thị trường chứng khoán, ở phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 7, VN Index đảo chiều đi lên. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN Index tăng 5,32 điểm, lên 1.125,5 điểm. HNX Index giảm 0,72 điểm, xuống 226,6 điểm. Upcom Index giảm 0,23 điểm, xuống 85,77 điểm. Về giá đô la, tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết vào ngày mùng 3 tháng 7 ở mức 23.805 đồng mỗi đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày mùng 3 tháng 7 ở mức 23.400 đồng mua vào và bán ra là 24.945 đồng mỗi đô la. Trên thế giới, giá đồng đô la Mỹ quay đầu tăng. Giá xăng dầu thế giới hôm nay tiếp đà đi lên từ phiên đầu tuần do lo ngại nguồn cung có thể bị thắt chặt. Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày mùng 3 tháng 7 của Liên Bộ Tài chính và Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cách tính lương hưu của người lao động Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó có hơn 1 triệu người nhận lương hưu do ngân sách nhà nước đảm bảo, với mức lương bình quân 4,6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Hơn 2,3 triệu người nhận lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo, với mức bình quân 5,6 triệu đồng một tháng. Từ ngày mùng 1 tháng 7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 12%. Mức lương hưu cao hay thấp phụ thuộc vào mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2022 như sau: Đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bình Dương có 4 dự án nhà ở xã hội muốn vay gói 120.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa công bố danh mục 4 dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đề xuất được vay ưu đãi theo đề nghị của Sở Xây dựng. Đây là các dự án đáp ứng điều kiện tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về danh mục dự án. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vào tháng 4 năm 2023. Thứ nhất, dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An do công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến 768 tỷ đồng, quy mô 882 căn hộ. Dự án đã cất nóc, hoàn thiện phần thô và có nhu cầu vay 537,43 tỷ đồng. Dự án thứ hai là khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc khu đô thị Sinh Thái Tránh Mỹ giai đoạn 1, phường Tránh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị huyện UD làm chủ đầu tư. Dự án cung ứng 978 căn, dự kiến hoàn tất xây dựng cuối năm 2026. Dự án đang xây dựng phần móng block chung cư, có nhu cầu vay 390 tỷ đồng. Thứ ba, dự án khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án khu dân cư Cầu Đỏ, xã An Điền, thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư dự án có quy mô 276 căn nhà, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Hiện dự án đã triển khai được 80%, có nhu cầu vay 132 tỷ đồng. Cuối cùng, dự án khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án khu nhà ở thương mại thuận lợi 2, thị xã Bến Cát do công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 249 căn nhà, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Hiện tiến độ thi công của dự án đạt 45%, có nhu cầu vay 121,4 tỷ đồng người kể cận chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Hoài Linh. Phi Phi là chuyên gia trang điểm cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở showbiz Việt. Từng làm việc với hàng trăm nghệ sĩ, từ trẻ tới hàng gạo cội nhưng với Phi Phi, người anh kính nể và quý trọng nhất showbiz là Hoài Linh. Cả hai gắn bó từ thời điểm nam danh hài từ hải ngoại về Việt Nam hoạt động đến nay cũng hơn 20 năm. Có thời điểm anh kể cận nam danh Hoài sớm hôm, chăm sóc cho Hoài Linh từng bữa ăn giấc ngủ. Trong mắt Phi Phi, Hoài Linh giản dị, dễ gần nhưng rất khó tính dù ít bày tỏ những người xung quanh đều hiểu ý anh để tránh làm những việc không đúng phi phi cũng là người chứng kiến hai khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời hoài linh là khi trí tài mất đột ngột và những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện miền trung anh linh luôn vững vàng bề ngoài nhưng bên trong là người nhạy cảm hôm anh trí tài đột tử anh bình tĩnh lo hậu sự cho đàn anh khi về đến nhà anh ngồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ là người thân cận tôi hiểu anh mình trải qua những gì anh không bao giờ than buồn khổ với bất kỳ ai phi phi kể đến khi vướng ở vụ rắc rối tiền từ thiện, Phi Phi bảo đây là cú sốc khiến Hoài Linh suy sụp. Nam danh hài như trở thành một người khác, ít nói và hạn chế xuất hiện ở đám đông. Phi Phi cho rằng, lỗi của Hoài Linh là vô tư, luôn nghĩ mọi người giống mình. Danh hài trước nay không quan tâm đến tiền bạc, chuyện chi tiêu, ăn uống trong nhà đều có người khác lo. Không ít lần Phi Phi lên tiếng thanh minh, thậm chí cái vã với cư dân mạng. Khi biết chuyện, Hoài Linh can ngăn, bảo, em có thể bịt miệng được một người nhưng không thể bịt miệng được tất cả. Chỉ cần em, mọi người xung quanh hiểu anh là được. Nhờ chia sẻ của đàn anh, Phi Phi nhận ra và xem nhẹ hết mọi chuyện. Hà Nội dự kiến vị trí trung tâm thành phố phía Bắc Sông Hồng ở đâu? Định hướng phát triển đô thị đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thành phố phía Bắc Sông Hồng có diện tích khoảng 633 km vuông, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh. Đến năm 2045, quy mô dân số của thành phố này khoảng 3,25 triệu người đất xây dựng đô thị thành phố phía bắc sông Hồng được quy hoạch khoảng 385 km vuông, dân số 2,92 triệu người. Khu vực ngoài đô thị khoảng 248 km vuông, dân số khoảng 0,33 triệu người. Thành phố mới của Hà Nội gồm 45 phường và 24 xã. Vị trí đề xuất trung tâm thành phố phía bắc sông Hồng được dự kiến tại khu vực phía nam cảng hàng không quốc tế nội bài, gần các trung tâm lớn như trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia, khu di tích cổ loa. Thành phố phía bắc được định hướng chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với cảng hàng không cửa ngõ quốc tế nội bài. Hành lang kinh tế quốc gia gắn với trục động lực phát triển Nhật Tân nội bài, tính chất, chức năng chính là đô thị thông minh. Một số khu vực ở thành phố phía Bắc sông Hồng được phép phát triển cao tầng, hiện đại, xanh, kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp. Lương 10 triệu, đại gia phố núi Như Loan cho công ty mượn 88 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, QCG, tính đến hết quý 1 năm 2023, Bà Nguyễn Thị Như Loan đang cho doanh nghiệp này mượn gần 88 tỷ đồng. Bà Loan được biết tới là một nữ tướng của quốc cường Gia Lai. Hiện, bà Nguyễn Thị Như Loan giữ vai trò là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023, thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị là 10 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, bà Loan chỉ có mức lương 10 triệu đồng một tháng. Ngoài bà Loan, ông Lầu Đức Duy cho QCG mượn gần 100 tỷ đồng. Bà lại Thị Hoàng Yến cho mượn gần 5,2 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng cho QCG mượn tiền như công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc số tiền lên tới 272 tỷ đồng. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia cho mượn 152,8 tỷ đồng. Khách Việt đi tour du lịch Pháp bị ảnh hưởng thế nào bởi bạo loạn? Theo tìm hiểu, tới thời điểm hiện tại, các công ty lữ hành ở Việt Nam đang khai thác tuyến du lịch châu Âu, trong đó có điểm dừng chân qua Pháp, chưa thông báo hoãn hay hủy tour tới Pháp vì vấn đề biểu tình bạo loạn. Khu vực trung tâm của Paris rất yên bình trên đường phố, người dân địa phương và du khách tham gia các hoạt động tham quan, vui chơi như bình thường. Tôi không thấy xuất hiện các cảnh sát hay đội phản ứng nhanh chống bạo loạn. Lực lượng an ninh chủ yếu kiểm soát nạn móc túi, anh Nguyễn Thanh, một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn khách tới Pháp thông tin với báo Vietnamnet. Anh Thanh dẫn khách đi tour châu Âu từ ngày 29 tháng 6 tới ngày 9 tháng 7, trong đó, thời gian ở Paris là từ 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Những ngày qua, anh thường xuyên nhận được câu hỏi về tình hình an ninh tại Paris từ người thân, khách hàng, công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, đoàn không gặp sự cố nào và vẫn hoàn thành các điểm tham quan như lịch trình ban đầu. Anh Nguyễn Anh Lucas, nhiếp ảnh gia Việt Nam ở Paris cho biết, khu vực trung tâm không bị ảnh hưởng bởi biểu tình mà chủ yếu là các vùng ngoại ô. Hầu hết các vụ bạo loạn diễn ra vào ban đêm ở những vùng có nhiều người nhập cư, khu có nhiều tội phạm. Phương tiện công cộng có thể bị đình trệ ở một số vùng ngoại ô, anh Lucas nói. Tối ngày mùng 1 tháng 7, anh vẫn đi chụp ảnh cho khách từ 18 giờ đến 21 giờ ở Paris và về nhà bình thường. Ông Nguyễn Hữu Cường Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế Tràng An cho biết, đơn vị này có 20 đoàn khởi hành sang châu Âu trong tháng 6 và 21 đoàn khởi hành trong tháng 7. Hầu hết các đoàn đều có điểm dừng chân ở Pháp. Tới ngày mùng 3 tháng 7, có hai đoàn khách của công ty này đang ở Paris và không ghi nhận ảnh hưởng nào từ vấn đề biểu tình. Các đoàn khách vẫn đến địa điểm tham quan theo đúng lịch trình như Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre, Đại lộ Sam Elisi, Khải Hoàn Môn, du thuyền trên sông Seine. Ông Ngô Văn Thỏa, giám đốc công ty du lịch châu Mỹ Pan American Travel cũng cho biết, các tour có điểm dừng chân ở Paris đang diễn ra theo kế hoạch. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, đoàn chỉ có chút ảnh hưởng về thời gian lịch trình do một số điểm tham quan có điều chỉnh về giao thông, ông thỏa thông tin. Kiểm tra sức khỏe bằng cách thổi nến. Bạn có thể thổi một ngọn nến cách xa 15 cm không? Nếu bạn không thể dập tắt ngọn lửa, hãy đi kiểm tra sức khỏe. Cách làm này có tên là thử nghiệm Snider nhằm đánh giá sơ bộ về chức năng hô hấp. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên 126 bệnh nhân. Theo đó 89% số người không thể thổi nến từ khoảng cách 7,5 cm có chức năng phổi kém. Những người thổi được nến xa 15 cm có phổi ổn định. Kết quả tiếp tục được khẳng định ở 200 lần kiểm tra ở các nam bệnh nhân mắc vấn đề về phổi. Erik ten Hag hứa bảo kê Andre Onana về MU. Các nguồn tin từ Italy cho hay, huấn luyện viên Erik ten Hag có động thái trấn an thủ thành Andre Onana, hứa chắc nịch chắc chắn sẽ mang anh về MU hè này. Hiện Quỷ Đỏ chưa đưa ra lời đề nghị chính thức đến Inter Milan cho Onana, nhưng không phải vì đổi ý mà họ cần thời gian để giải quyết khâu tài chính. Lý do, MU bị giới hạn chi tiêu bởi luật công bằng tài chính sau khi chi vượt kế hoạch ở chuyển nhượng hè năm ngoái. Kết quả, sau khi chi 60 triệu bảng cho thương vụ Mason Mount từ Chelsea, Quỷ Đỏ được cho chỉ còn 55 triệu bảng. Để có thể mang các bản hợp đồng mới về, MU cần bán đi một số cầu thủ hiện có, với Harry Maguire, Fred, Jadon Sancho, Elanga, McTominay được nhắc đến. Bởi Andre Onana từng làm việc với Eric Ten Hag tại Ajax, đã đồng ý các điều khoản cá nhân cũng như mức lương với MU nên có phần sốt ruột trước tình hình. Và ông thầy người Hà Lan đã gọi điện trấn an học trò cũ, đảm bảo trước sau gì anh cũng cập bến Old Trafford. Còn phía lãnh đạo Quỷ Đỏ thì đảm bảo với Ten Hag, ông sẽ có Andre Onana trong đội hình cho chiến dịch phía trước. MU cho thấy rõ ý định chọn Andre Onana trở thành thủ môn số 1 ở MU mùa tới. Quý độc giả vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp sáng ngày mùng 4 tháng 7 của Vietnamnet được thể hiện bằng giọng đọc ai của vb